ánh sáng dẫn lối cho những khát khao. Những khát khao giúp chúng tôi không ngừng khai phá mọi giới hạn để đón đầu xu thế và đưa bạn đến những vùng đất đầy tiềm năng. Cùng với ánh sáng đó, chúng tôi luôn tự hào cùng bạn vươn xa đến những tầm cao mới để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống. Chúng tôi là Novaland. Tại Novaland, ánh sáng khát khao đó cũng là con đường giúp chúng tôi định hình giá trị cốt lõi trong chính từng thành viên, lấy sự hiệu quả làm trọng tâm hoạt động, tôn vinh lòng chính trực và thể hiện tính chuyên nghiệp ở mọi cấp bậc. Giá trị cốt lõi ấy đã đồng hành cùng Novaland trong suốt 30 năm. Khởi đầu với Sunrise City, dự án mang tính biểu tượng cho dấu ấn đầu tiên của ánh sáng đầy hoài bão. Đến nay, chúng tôi tự hào là nhà phát triển bất động sản với hơn 50 dự án nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Novaland hôm nay đã đạt được những thành tựu đáng nhớ với sứ mạng kiến tạo cộng đồng, xây dựng điểm đến, vun đắp niềm vui. Đang sở hữu và nghiên cứu triển khai gần 10.600 hectare quỹ đất và không ngừng khai phá những vùng đất mới, Novaland tự tin sẽ mang ánh sáng của sự phát triển và thịnh vượng đến nhiều vùng miền trên cả nước. Năm 2023, tập đoàn sẽ tiếp tục đưa vào vận hành các giai đoạn tiếp theo tại các đô thị quy mô lớn, lấp đầy bởi hệ tiện ích đa dạng, đẳng cấp của Nova Group. Trong dài hạn, Novaland xác định mục tiêu sẽ phát triển 50 khu đô thị tại 30 tỉnh thành trên cả nước. Những thành tựu đó sẽ là động lực mạnh mẽ để Novaland chuyển mình, không ngừng đổi mới, đón đầu mọi xu hướng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, tập trung vào 3 loại hình bất động sản. Bất động sản đô thị. Ngoài việc phát triển các bất động sản đô thị trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Novaland còn triển khai các đô thị vệ tinh tại các tỉnh thành lân cận như đô thị sinh thái thông minh Aqua City. Sản du lịch. Từ việc xây dựng nên các nơi cư trú an bình, hạnh phúc, Novaland đã và đang kiến tạo nên các đô thị du lịch, giải trí, chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế. Trong đó, các điểm đến Nova World với vị trí kết nối giao thông thuận tiện, hội tụ tinh hoa tiện ích đặc sắc trên thế giới, đáp ứng được đa số các loại hình du lịch và nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Novaland đang cùng các thành viên của Nova Group nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tiện ích, kiến tạo nên những điểm đến tuyệt hảo, góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Novaland bắt đầu nghiên cứu và triển khai mảng bất động sản công nghiệp, thắp sáng những vùng đất đầy tiềm năng trên cả nước. Trong suốt quá trình hoạt động, Novaland xác định rằng sự thành công, giá trị thương hiệu được ghi nhận và phát triển xuyên suốt thời gian không chỉ được công nhận bởi kết quả kinh doanh mà còn ở trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và xã hội. Trách nhiệm này không chỉ của riêng tập đoàn mà còn là trách nhiệm của từng thành viên Novator. Những năm gần đây, hàng nghìn hoạt động diễn ra thường xuyên và sôi nổi với ngân sách dành cho các hoạt động xã hội và hỗ trợ cộng đồng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đô thị của Novaland cũng dần đưa vào vận hành, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người, nâng cao đời sống cho người lao động, qua đó tác động mạnh mẽ đến quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương mà Novaland đầu tư. Mọi nỗ lực vươn lên đều sẽ gặt hái quả ngọt, và những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước trong nhiều năm qua mà Novaland đạt được cũng chính là minh chứng cho thành quả của một tập thể vững mạnh và uy tín. Tại Novaland, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và trải nghiệm thú vị hơn cả mong đợi. Và đó cũng chính là động lực để Novaland không ngừng dựng xây và mang ánh sáng của khối Rubik xanh vươn xa hơn, cao hơn, góp phần vun đắp niềm vui và kiến tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Novaland, cho cuộc sống bừng sáng.